các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đây. Giỡn chút nha. Ok, chào 3.000 mấy anh em đang theo dõi mình nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ đi làm gì ta? Mấy bạn thấy chiếc xe này bự không? Wow. Xe này chắc các bạn cũng quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Xe này giờ đại trà rồi, mình thấy ai cũng có chạy trơn á, nên chắc là ai cũng biết. Bây giờ á, mình sẽ đi độ bô đu đủ cho nó nha các bạn. Và ai cản? Mình đi độ bô đu đủ nha. Có nghĩa là mời các bạn quay trở lại với series độ bô của mình đó. Ok, nếu như các bạn thích cái video clip của mình thì nhớ để lại cho mình like và subscribe channel của mình nha. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Giờ này trời ngộ ghê các bạn, 3-4 giờ chiều rồi mà trời còn nắng, còn nóng hổi à. Vừa hỏi vừa ăn luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái đu đủ nó to siêu khủng lồ mà nó đã bị ngã quỵ rồi nha các bạn. Có nghĩa là nó đã chết rồi đó. Nè, ra đây. Ui nắng quá. Trời ơi, nó mục luôn rồi. Trời ơi. Anh Hậu ơi, anh Hậu tao thôi. Anh Hậu tao thôi. Trời ơi, nó thôi. Cái cây đó nó là cổ dĩ chỗ luôn mà nó thôi. Hay là mình đổ vô trái bầu được không? Nope. Bây giờ cái nào không dùng mình bỏ qua bên đi hả?
À không dùng thì dùng lốc mít ngồi. Đeo đồ nghề vô. Thôi. Mở cái yên lấy đồ nghề ra giùm coi. Ơi. Ừ, thì chắc đúng rồi nè. Dạng sao ta? Ồ. Ồ. Ủa mà làm sao vậy? Loa loa loa. Yêu cầu bà con cô bác loa 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 ra đường nhớ mang khẩu trang. Loa loa loa. Yêu cầu mọi người đều có ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid. Loa loa loa. Ê, được rồi nè. Sao giờ mình chờ mình xíu, chờ mình xíu. Chờ mình xíu nha. Nhìn cái bô đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ test bô đu đủ ống ngắn cho các bạn nghe nha. Không biết có ai đặt mua hàng cái bộ đủ đủ lon ngắn của mình đúng ta. Các bạn thông cảm nha, tại vì chiếc xe này nó nặng với mình quá mà coi mình cái chân mình nó nên nó rất là bấp bênh, với lại trong sân nó hẹp quá nên cái việc hoành đầu của mình nó mệt mỏi quá các bạn ơi, thông cảm cho mình nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử cây bô AK đu đủ lông dài nha, đảm bảo là nghe như bốn máy luôn, không khác gì bốn máy luôn. Hết phai luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn so sánh thử coi cái việc là không có cái gì hết, xong mình gắn cái bô đu đủ ngắn vô, xong mình gắn cái bô đu đủ dài vô, ba cái nó sẽ khác nhau như thế nào nha. Ok, bắt đầu với cái
rồi. Ok, các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì cái cây đu đủ này nó khá là nặng đó các bạn. Với lại nó khá là to ở cái phần ruột của nó, cho nên là nó sẽ hơi bị lỏng như vậy nè. Mình không có biết làm sao để cho nó chặt lại được. Với lại nó nặng quá, không kiếm được cọng dây gì mà để cột chặt nó lên vậy được nó. Cho nên là mình không có dám chạy ra ngoài đường cho các bạn nghe. Bây giờ mình đặt tên cái cây bô của mình là cây bô AK đu đủ lon ngắn nha các bạn. Cũng dễ thương mà ha, nhìn cũng đẹp chứ bộ. Hiện tại á thì mình không có biết làm bô gì hết trơn. Nên là nếu như các bạn có ý tưởng, các bạn muốn mình làm bô gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới để cho mình làm thử nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.